Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ma. Dạ con đã thấy thầy vào rồi, con xin phép được cùng đại diện đạo tràng cùng thỉnh pháp sư ạ. Mô Tha Sa Phật Ka Va Tu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phật Ka Va Tu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phật Ka Va Tu Arahatu Samma Sambuddhassa. Brahma Jaloka Thi Ba Ti Saham Ba Ti Ka Tan Chalyan Thi Varang Aya Jatha Santi Kha Santam Parajam Kha Jatika Đề xế tu thâm mong anu cam phi mong pha chẳng san tham phê rin quy na yến cha tha yến sút tấn cha bản thân a bi tham ma chăm mong a cu ta yến tu cha tư san cha đàn đăng Tham phu tha nay ye Parisa ya mắt chen Phạm thiên chúng sanh tất cả bồn hàng giữ sen trong nước minh quang luôn chờ trời lố mộng đặng chờ ánh sáng chỗ hoa lành rạng tải mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phạm thiên lòng kính thành cung kính Phật lặng thinh tỏi dâng lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang chuyến pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lậu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tin rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay con kính cho biết đến thầy con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ma. Dạ, cái lễ chư tu Đức Tăng rồi. Xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo. Một, hai, ba. Rồi, ok. Rồi, hôm nay thì trước học thì xong cái lục cái rồi quý vị. Học xong lục cái rồi. Làm vô bài mới ha. À, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tốt tất Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakkhyato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasang Dhammang Anuttamang qua đi pha xét rằng anh đi thăm mặt ta rằng con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô sau giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý con xin nói về những gia đình trong đi dự pháp nhà tam mô thầy nhé tam mô tam mày rồi trước khi vào buổi vào bài học cái chương trình hôm nay mình đọc Bali trước ha rồi sau có vài câu nói vui rồi vô bài học rồi xin mời MC làm việc.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn cô Kim Dung, cảm ơn cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tý Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp cùng con kính chào thệ kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc phần Bali hôm nay. Samuchaya Sangha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Asattati Vitha Vutta Vat Thu Thamma Salakhana Tê Sang Đa Ni Yá Tha Yô Găng Ba Quắc Kha Mi Sa Mút Chá Văn. 72 Pháp, 1 Tâm cộng 52 Tâm Sở cộng 18 Sắc Thực Tính cộng 1 Niết Bàn đã được trình bày với những tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói những phân loại của các Pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangha Ho, Mitsaka Sangha Ho, Bồ Thi Bắc Khi Bắc, Gia Sangha Ho, Sapa Sangha Ho, Chà Ti Samut Cha Gia Sangha Ho, Cha Tup Bi Thô Quê Đi Tập Bồ. Tóm yếu những phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangha Hê Tà Chách Tà Rô A Sa Hoa Ca Ma Sa Hô Phá Hoa Sa Hô Đích Thà Sa Hô A Quýt Cha Sa Vô. Như thế nào để khởi đầu trong tất yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc xong phần thứ nhất. Dạ, cảm ơn cô Châu Nguyễn đã bốt bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Quán Không. Dạ, con kính lễ thầy. Kính chào các anh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài tiếp. Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Hồng Ma cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài phần 2. Chắc tà rô ô khà cà mô khô phao bồ khô đít thô gô áo quýt chô khô. Có bốn bậc lưu: một, dục bậc; hai, hữu bậc; ba, kiến bậc; bốn, vô minh bậc. Chắc tà rô dô gà cà ma dô gô pha hoa dô gô đi thi dô gô a quýt trà dô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắc tà rô gần thà a phít trà cà giá gần thô Ya pa do ka ya gan tho si lap ba ta pa ra ma so ka ya gan tho i dang sat cha phi ni we so ka ya gan tho. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới cấm giới thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chắc
taro ubadana kamu badanang diu badanang silap batu badanang attawa du badanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni warana ni kamachan kamachan da ni waranang ya ba da ni waranang thi namitha ni waranang utthak cha kuk kuk cha ni waranang vichikik cha ni waranang avik cha ni waranang. Có sáu triền cái chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thụy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Dạ, xin mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Quán Không, xin kính lễ cô tu nữ Nhiên Pháp. Xin kính chào tất cả các anh chị em trong room. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Kim Nhâm đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, xin. Satta nusa ya kamara ya nusa yo phawara ya nusa yo patika nu sayana nusa yo ditha nusa yo ikita nusa yo avuccha nusa yo. Có bảy tùy niên, tiền niên, tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy niên. Hai, ái hữu tùy niên. Ba, phẫn uất tùy niên. Bốn, ngã mạn tùy niên. Năm, tà kiến tùy niên. Sáu, hoài nghi tùy niên. Bảy, vô minh tùy niên. Dasa samyo chana nika maraga samyo chanang ruparaga samyo chanang aruparaga samyo chanang patika samchanang mana samyo chanang ditthi samyo chanang silappatapparama sasamyo chanang vichikicca samyo chanang utthak cha sam nyo cha nang avicca sam nyo cha nang suttante. Theo kinh Tạng có 10 thần, dạ xin sám hối. Theo kinh Tạng có 10 thần thúc truyền dây trói buộc. Một, ái dục truyền. Hai, ái sắc truyền. Ba, ái vô sắc truyền. Bốn, phận uất truyền. Năm, ngã mạng truyền. Sáu, tà kiến truyền. Bảy, giới cấm thủ truyền. Tám, hoài nghi truyền. Chín, phóng dật truyền. Và 10, vô minh truyền. Dạ, con đã đọc bài xong. Kính, xin kính tri ân thầy Kinh. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, Ngài Quán Không, cô tư nữ Như Pháp. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Xin phép được đọc bài. Papa Ranida Sa Sang Yu Cha Na Ni Ka Mara Ya Sang Yu Cha Nang Phawara ga sang yu cha nang patikha sang yu cha nang mana sang yu cha nang ditthi sang yu cha nang silappata parama sa sang yu cha nang vichikicca sang yu cha nang issa sang yu cha nang manchariya sang yu cha nang avicca sang yu cha nang Aphithamme. Theo vi diệu pháp, Aphithamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác: một, luyến án, luyến ái duyên theo dục lạc; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm;
7 hoài nghi, 8 ganh tị, 9 sang tham và 10 vô minh. Ta sẽ khi lê xa lô phô đô sô mô hô mà nô đi thi vít chi kích cha thi năng út thắt chăng a hi ri căng a nốt tắp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1 tham ái, 2 sân hận, 3 si mê, 4 ngã mạn, 5 tà kiến, 6 hoài nghi, 7 hung tầm, 8 phỏng dật, 9 không hổ thẹn tội lỗi và 10 không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa ti su pa ne tha ka ma pa wa na me na ta pa thu ka tăng ha a thi pe ta si la pa ta pa ra ma su i đăng sát cha finis we su a ta wa tu pa da năng cha ta tha pa wa tăng ti thi ka ta me wa pa khut cha ti. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, cầu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thiết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý bà quý cô, quý sư, quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính tri ân thầy. Con xin phép được mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lại sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lại sư Quán Không. Dạ, con kính lễ nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc bài. Dạ, con cảm ơn cô Metta, cô Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Sa Mục Cha Giá Sàng Há Quý Phà Gô, những phân loại theo á phí tham má. Đoà sa ta ti quý tha vút ta vát thu tham ma sa lắc khá nà tê sàng đà ni yá tha dô gàng bá quát khà mi sa múc cha dân. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho misaka sangaho bodhi pakkhiya sangaho sabba sangaho jati samuccaya sangaho catuppitho vedittabbo. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có 4. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, pháp linh tinh. Ca thần Akusala sangha he ta vachata ro asawa kama sawo phawa sawo ditha sawo avijja sawo. Như thế nào để khởi đầu tác yếu, để khởi đầu trong tác yếu những loại pháp bất thiện có 4 hậu. 1. Tham dục, dục lậu,
2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được xuống mít. Con kính giao mít lại cho đạo tràng ạ. Rồi, xa thức, xa thức. Chắc khá đại động ha. Từ rồi học tới đâu rồi, mời cô Kim Dung nghe cho Nguyễn Anh đọc cái bài học từ rồi, không biết tới đâu. Rồi, mời cô Dung. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Con xin đọc bài tuần rồi là ngày 25 tháng 2, 2022, phần 3, Hôn Thụy Cái. Thì Namit Thani Waranang, Thi Ná là trạng thế tâm bị co rút, giã rượi, lười biếng, hôn trầm. Mít Thát là buồn ngủ, mất sự, nhạy bén, che lấp, không hân hoan, biếng nhác. Tần Đích là uể oải. Quý Trầm Phi Tà là ăn quá no, tâm rụt rè. Do tác ý không khéo là vật thực của hai pháp. Diệt trừ thì có sáu pháp. Một là quán tưởng vật thực và truy túc vật thực. Hai là thay đổi oai nghi cho điều hòa. Ba là tác ý và tưởng đến ánh sáng. Bốn, ở nơi thoáng. Năm, thân cận bạn lành. Sáu, nghe và nói lời lợi ích. Bốn, trạo hối cái. Út thách chắc là trạo cử, phóng dật. Pháp nào là sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng, trao động của tâm, sự hỗn loạn tâm, gọi là phóng dật. Nhân sanh phóng dật là tâm không định tĩnh và phi như lý tác ý. Cúc cút chắc là lo âu, rây rứt, bồn chồn, hối hận, ăn năn. Diệt trừ cũng có sáu pháp. Một, nghe nhiều học rộng. Hai, hỏi pháp cho thấu đáo. Ba, thông suốt luật nghi. Bốn, thân cận bậc trưởng lão. Năm, thân cận lành. Sáu, nghe và nói những điều phù hợp. Năm, hoài nghi cái. Trạng thái do dự, cách không quyết đoán, cách lưỡng lự, có tám pháp. Một, hoài nghi bậc đạo sư. Hai, hoài nghi giáo pháp. Ba, hoài nghi tăng. Bốn, hoài nghi điều học. Năm, hoài nghi quá khứ. Sáu, hoài nghi vị lai. Bảy, hoài nghi quá khứ vị lai. Tám, hoài nghi các pháp duyên liên quan tương sinh. Diệt trừ có 6. 1. Hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. 2. Tìm hiểu ân Đức Phật Pháp Tăng. 3. Hiểu rõ giới luật. 4. Sắc tín nơi Tam Bảo. 5. Thân cận bạn lành. 6. Nói những điều phù hợp.
6. Vô minh cái Aguccha Niwaranang có 8 pháp. Không biết sự thật về khổ, không biết sự thật nguyên nhân sanh khổ, không biết sự thật diệt khổ. Không biết sự thật con đường dẫn đến diệt khổ. Không biết quá khứ, không biết vị lai. Không biết quá khứ vị lai. Không biết lý duyên sinh. Chi pháp là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện nhân với 8 pháp bằng 96 pháp. Dạ, bữa trước mình học đến đây phải không ạ? Dạ, sa thố. Dạ, bữa trước mình học đến đây chưa hết cái phần này. Dạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho thầy ạ. À, xa đó. À, chút xíu mình tiếp không? Giờ vô những phần đối vui có thưởng. À, nhưng mà trước khi đối vui thông báo cho mình biết là tuần sau mình tạm nghỉ một tuần nha. Tuần sau chúng tôi có công việc đi xa và tạm nghỉ một tuần ha. Quá trước mẹ thế có ai đó lên sinh hoạt thế giùm chút đó. Rồi giờ thư ký đâu rồi, câu số 1. Tâm là sự biết phải. Có người nói tôi biết .. Có người nói tôi biết .. Vậy lời nói tôi biết có phải là tâm chăng? Lại nói tôi biết có phải là tâm chăng? Rồi, ok, câu dễ ăn ha, dễ ủi luôn. Rồi, mời cô Dung lên kêu réo, phụ phần kêu réo nè. Mời cô Dung. Dạ thưa thầy, thì để cho đạo tràng suy nghĩ một chút thầy. Dạ mời quý vị ạ. Xin mời quý vị ạ. Mai nha. Dạ, xin mời Hồng Mai. Dạ,
Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, nguyện lễ sư trí đức, sư quán thông, cô tu nữ như pháp, các học viên trong chư tôn quân, kính chào thực kinh. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Tâm là sự biết. Có người nói tôi biết. Vậy lời nói tôi biết có phải là tâm chăng? À, dạ thưa không. Lời nói chỉ là chế định mà thôi. Vì tâm biết là duyên do căn, cảnh và thức. Vì có căn, có cảnh và có ánh sáng, thì có sự tác ý thì tâm mới biết. Dạ, vậy đúng không thưa thầy? Dạ, thầy cho nhận xét ạ. Ủa, đang nói nữa chừng cái nhảy mất tiêu, nó nghe đâu có rõ đâu. Nói gì chớp chớp cái nó chạy nó mất rồi. Nghe được phần nữa rồi, mời cô Mai lên nói lại coi. Cô Mai lên nói lại đi, alo. Nó từ từ nói cho rõ. Dạ, thưa thầy. Tâm là sự biết, có người nói tôi biết, vậy lời nói tôi biết có phải là tâm chăng? Dạ thưa thầy, thì tâm, lời nói tôi biết như vậy là không có đúng, vì đó chỉ là lời nói, chỉ là cái chế định mà thôi. Thì tâm biết là duyên, thì có căn, có cảnh và có thức. Có căn, có cảnh, có ánh sáng và có sự tác ý thì tâm mới biết. Nên không phải là do là tôi biết. À, thì con có bao nhiêu ý đó thôi thưa thầy. Sao tự nhiên có vụ căn cảnh ánh sáng nhảy vô là sao? À, ý muốn nói gì? Căn ánh sáng là sao? Tự nhiên không đang câu này hỏi đường nghe nói nẻo rồi. Cho lên gỡ lại, cho lên nói lại lần nữa. Dạ thưa thầy, thì tâm là sự biết, thì khi có nói là tôi biết thì như vậy là không phải, vì đó chỉ là chế định mà thôi. Thì tâm biết là duyên cho những cái mà cho những cái mà mình thấy được, như về căn, phải có nhãn căn thì mình mới thấy cái sắc nó đập vào cái nhãn căn. Từ đó nó khởi lên cái nhãn thức thì mình mới biết cái đó là cái gì. Nhưng mà khi mà có những cái tác ưng, có những cái nhận biết đó thì phải do tác ý, có sự tác ý thì mới nhận thấy được, thì đó là tâm biết. Cho nên mới ra con mới để vô là căn cảnh và thức. Thưa thầy, dạ có gì sai xin thầy sửa giùm con ạ. Này, cái này là người ta kêu là cái tội nói nhiều á. Nói câu đầu chúng rồi thì nói tùm lum, là bắt đầu nói tới mấy vụ kia là nói tùm lum gì, là tục đế nó là chế định như thôi chứ nó có gì đâu. Nói tôi biết là lời nói là chế định đó. Nói nhiều chưa hỏi tới vụ kia nói chi trời. Nói lát nó trật tùm lum nữa. Rồi, vậy là trừ điểm, thay vì được 10 điểm, bây giờ còn có 7 điểm rồi, xa thử. Rồi, câu số 1 không ha, quý vị hiểu không, nắm được mấy gì khác biết không? Gì 12 điểm, không dám đâu, cho 7 điểm là thấy tội nghiệp lắm, cho 7 điểm. À, câu số 2 này dễ ủi, nó lấy 10 điểm rồi.
Câu số 2. Tâm là danh pháp. Tâm là danh pháp. Đấy, danh pháp là tâm danh. Rồi, dễ quá. Câu này lấy 10 điểm cái 1 hay là... Tina đi, mời Tina đi, Tina rồi. Tina lấy 10 điểm đi dành, Tina có đây không? Gì vậy? Điện thoại nghỉ chút. Cho suy nghĩ chút ha, rồi cho suy nghĩ chút xíu, rồi mời. Mời có chung làm việc không? Dạ. Dạ câu này chắc em mời chị Meta quá chị ơi. Dạ chị Meta đã sẵn sàng chưa ạ? Em xin bàn tay của chị ạ. Dạ, em thấy từ chị rồi. Dạ, em kính mời chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Mai, cảm ơn chú Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, câu hỏi này, con xin đọc lại câu hỏi thầy. Tâm là danh pháp. Vậy danh pháp là tâm phải chăng? Và cái giới thứ nhất, tâm là danh pháp thì đúng rồi. Rồi giới thứ hai, vậy danh pháp là tâm phải chăng? Và cái giới thứ hai này theo con thì dạ theo con thì danh pháp là tâm phải chăng thì nó không đúng thầy, không được đúng. Dạ con chỉ hiểu như vậy thôi, con xin trả máy cho thầy. Dạ đó là câu trả lời của con. Chưa được chưa được. À, cái lễ sư tử đức mới vô rồi. Rồi mời Hồng Dung lên kêu tiếp nha. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ đạo tràng mình im ắng quá. À có chánh tâm này. Xin mời chánh tâm nha. Rồi xin mời chánh tâm. Chánh tâm giơ tay lên đi chánh tâm. Chánh tâm giơ tay lên, mình nhường mic cho chánh tâm. Dạ, xà thú, xà thú. Dạ. Con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ các quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. À, để em coi cái câu hỏi thầy. Ok. Tâm là danh pháp, vậy danh pháp là tâm phải chăng? À, thưa thầy, thì cái câu đầu tiên tâm là danh pháp
thì đúng, nhưng mà danh pháp là tâm phải chăng? Dạ, danh pháp thì nó, cái câu thứ hai, danh pháp thì nó là có 52 sở sở hữu tâm, thì nó, thì con nghĩ cái tâm thì là danh pháp, nhưng mà danh pháp không phải là tâm bị danh pháp, thì nó có coi danh pháp. Dạ, danh pháp thì nó chỉ có 52 sở hữu tâm thôi thầy. Dạ con xin hết thầy. Dạ con xin nhận mic cho người kế tiếp thầy. Nói vậy học mấy năm bây giờ đảo lại cái mấy cái căn bản đầu tiên, mình chỉ cần lộn qua lộn lại cái là quý vị trả lời đúng không? Thì nó lại tá lạ rồi. Chưa được, mời tiếp, mời cô Kim Dung lên mời tiếp đi. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, hồi nãy thấy Hồng Mai trả lời được thầy khen đó. Dạ, xin mời Hồng Mai nha. Rồi, xin mời Hồng Mai, xin bàn tay của Hồng Mai đi. Rồi, câu sau là Tina chuẩn bị nha. Dạ, con xin trả lời, nhưng mất cấp bỏ gì á. Con trả lời, theo con biết nha thầy, có gì thầy để... nha thầy. Thầy, câu thứ hai, tâm là danh pháp. Vậy danh pháp là tâm phải chăng? Tâm là danh pháp là đúng rồi. Nhưng mà danh pháp thì gồm có tâm, tâm sở và niết bàn, chứ không phải là duy nhất mà tâm. Thầy là con chỉ biết vậy thôi ạ. Dạ, con xin tri ân thầy. Dạ, thưa giỏi quá ta. Mấy con ai giỏi quá ta, số 1 xuất sắc. 10 điểm sao thôi. Tâm là danh pháp đúng rồi, danh pháp là phải là tâm không đâu, danh pháp là tâm mà tâm sở, nếu bàn cũng là danh pháp luôn. Rồi xa thứ hoài này, học mấy năm trước mà giờ hỏi lại cái mà tùm lum là khổ quá. Còn ai nhớ bài hay không? Rồi 10 điểm xứng đáng không? Được 17 điểm rồi, hôm nay xin mới lên được 17 điểm rồi, quá dữ luôn. Câu số 3. Đã là... Câu số 3. Một người thông thạo giáo pháp. Một người thông thạo giáo pháp. Là người đã dứt trừ sự nghi và tà kiến, kể cả vô minh phải chăng? Là người đã dứt trừ sự nghi và tà kiến, kể cả vô minh phải chăng? Rồi, câu này dễ ạc ha. Người thông thạo giáo pháp, tam tạng kinh điển đều dữ dội, đủ thứ ha. Người như vậy phải là người dứt trừ hết tất cả nghi tà kiến, ngay cả vô minh luôn ha. Thì điều này có đúng không? Rồi, mời Tina. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý đạo quý cô tư nữ, con kính chào thầy kính và đạo tràng. Con xin phép được trả lời. Nếu có sai, con ăn không kịp lộn. Một người thông thạo giáo pháp là người đã dứt trừ sự thông thạo giáo pháp là người đã dứt trừ sự nghi và tà kiến, kể cả vô minh phải chăng? Dạ thưa.
Dạ, hết nghe ạ. Dạ, xin mời Tina lên lại nha. Tina ơi. Dạ, xin mời Tina lên lại nha. Dạ, xin mời Tina. Dạ, con xin sám hối con bị rớt mic, tại con đang ở ngoài được. Dạ thưa con, cho con câu hỏi lại được con. Dạ, một người thông thạo giáo pháp là người đã dứt trừ sự nghi và tà kiến, kể cả vô minh phải chăng? Thưa không phải. Chỉ có bậc A-la-hán mới là dứt trừ hết 10 kiết sử. Còn bậc Tu Đà Hoàn thì mới dứt được cái sử đầu tiên là tà kiến, giới tâm thủ, tham tà kiến, xin lỗi, tà kiến giới tâm thủ là bậc Tu Đà Hoàn, còn bậc A La Hán mới dứt hết 10 kiết sử. Thành ra câu hỏi này đó là không đúng, thưa thầy. Dạ. Dạ, một người thông thạo giáo pháp là người đã dứt trừ sự nghi và tà kiến, kể cả vô minh phải chăng? Dạ thưa không phải, chỉ có bậc A-la-hán mới đoạn trừ được 10 kiết sử, còn bậc Tu Đà Hoàn mới được có 3 kiết sử đầu tiên thôi. Dạ con xin hết, con có sai, xin thầy và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo, đúng không quý vị ơi? Đúng rồi. Đúng nhưng mà chưa đúng. Đúng mà chưa đúng. Biết chưa đúng vậy là một người thông thạo giáo pháp chưa chắc là người đã diệt trừ được nghi tà kiến và vô minh, chưa chắc nha, chưa phải là trạch nó trạch lắm đúng. Nhiều người thông thạo giáo pháp mà nó chứng đắc rồi ta vẫn diệt trừ được chứ, mình đây phải nói là chưa chắc như vậy. Khi nào một người thông thạo giáo pháp mà đã chứng đắc rồi á thì mới là diệt trừ sự nghi là kiến và vô minh, chứng đắc được A-la-hán mới diệt trừ được những cái đó ha. Rồi nhưng mà vậy cũng giỏi lắm rồi ha. Đây là Tina cũng giỏi lắm rồi, trả lời được vậy cũng hay rồi ha. Rồi giờ cho coi như là 10 điểm khuyến khích luôn ha, 10 điểm. Dạ đâu xa thôi. Rồi câu số 4. Kỳ tâm sở nào bất kỳ tâm sở nào cũng đều đồng hành chung với tâm phải chăng, cũng đều đồng hành chung với tâm phải chăng? Con này dễ quá ha, con này cô Meta đi, cô Meta lên lấy lại 10 điểm cho cô Meta, cô Meta lên gỡ vốn. Rồi mời con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con nhớ cái phần tâm sở này học lâu rồi, thì con còn nhớ là thầy đã cho biết, thầy đã dạy là tâm sở thì đồng sanh, đồng diệt, đồng nương với tâm. Thì trong câu hỏi số 4, bất kỳ tâm sở nào cũng đều đồng hành chung với tâm phải chăng?
Dạ thì theo cái định nghĩa về tâm sở thì nói là tâm sở đồng sanh đồng diệt đồng nương với tâm. Thì câu hỏi này nói là tâm sở nào cũng đều đồng hành chung với tâm phải chăng? Và cái từ đồng hành đây có phải là khi nào tâm sở, tâm sanh lên thì tâm sở cũng sanh lên với cái tâm đó. Phải như vậy không thầy? Dạ, con sao lúc này con thấy con lú lẫn quá thầy. Dạ, nếu vậy thì câu số 4 này đúng phải không thầy? Dạ. Dạ thôi thì câu trả lời của con là vậy. À, cô Kim Nhung nói là đồng hành là cùng đi chung. Vậy thì con xin câu trả lời của con là câu này đúng. Dạ, không biết con có ăn học dịch hay không, con cũng không biết. À, con thấy dạo này con lão lại tài tận quá, con hay lú quá thầy. Dạ thôi con xin trả mai cho thầy. Cái câu này cũng đâu phải dễ đâu, câu này cũng phải động não mới nói được chứ không phải dễ đâu cậu. Mà để coi ai đây. Rồi chánh tâm, chánh tâm lên lấy 10 điểm ra được, ráng lấy được 10 điểm. Rồi mời. Dạ, con kính chào thầy ạ. Dạ, nãy cái câu đó thầy nói con quên cái câu mà cái danh pháp á. Dạ đúng rồi, con sai. Dạ lâu rồi cái không để ý danh cũng. Dạ. Thưa thầy, con xin trả lời câu này. Bất kỳ tâm sở nào cũng đều đồng hành chung với tâm phải không? Không nên nói vậy, không nên nói vậy. Là thứ nhất là nếu mà tâm sở mà bất thiện nó chỉ đi với những cái tâm bất thiện thôi, còn tâm sở tịnh hảo thì chỉ đi với những cái tâm sở tịnh hảo, chứ không thể mà tâm sở tịnh hảo mà đi với tâm sở bất thiện, hay là tâm sở bất thiện đi với tâm sở bất thiện đi với tâm tịnh hảo, không thể nào như thế được. Dạ, không nên nói vậy, không nên nói vậy. Dạ con xin hết thầy. Chỉ đúng cái phần à. Bây giờ tôi nói là vậy với tâm sở nào mà đi đồng hành chung với tất cả tâm sở nào, rồi cho lên nói thêm tâm sở nào. Dạ thưa thầy, thì nếu mà có một cái tâm sở sở hữu biến hành thì có thể đi đồng hành với tất cả các tâm, là bảy cái tâm sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tất ý, thì sẽ đi hết tất cả đồng hành với 121 tâm. Nhưng còn về những cái tâm sở hữu bất thiện thì nó chỉ đi với những cái tâm bất thiện, còn những cái tâm sở tịnh hảo thì nó đi những cái tâm tịnh hảo thầy. Dạ con cũng quên cái vụ mà cái tâm sở biến hành thì nó đi khắp cùng 121 tâm thầy. Dạ dạ con xin bổ túc thêm này, cảm ơn thầy. Dạ. À, vậy mới được, phải thêm 7 tâm sở biến hành mới được, nó mới đi hết, nó mới đủ cái câu hỏi đó, nó đều đồng hành nó tất cả các tâm ha. Chứ những cái tâm sở kia là nó tùy theo, nó không có, nó không phải là đi hết, tùy theo loại. Rồi về là được ha, cô bé ta nắm được, cô bé ta ơi, cô ta có nắm được không?
rồi ha, nắm lại ha, rồi xa thử không phải dễ đâu, nói uống sót à, ôm lại vậy cho nhớ luôn ha, lần một cái mình nhớ luôn, nhớ tới già. Rồi câu số mấy này, số năm câu chót ha. Một người đã cố ý phạm giới, sát sanh. Rõ ràng ha. Sau đó lòng bất an. Nhưng lại tác ý. Mở ngoặc kép. Nhân vô thập toàn. Nên không quan tâm nữa. Rồi phân tích. Hãy phân tích tâm, phân tích cái tâm và cái câu chuyện này. Có người đó phạm giới sát sanh, chẳng hạn giết con này giết kia, sau đó sanh cái lòng bất an, nhưng lại tắc ý, nhân vô thập toàn nên không thèm quan tâm nữa. Rồi suy nghĩ cho kỹ nha, lên phân tích nha, mọi quý vị thay phiên nha, phân tích coi ai phân tích hay nhất nha. Rồi mời. Dạ, con kính mời quý vị ạ. Dạ, con kính mời quý sư, quý cô tu nữ cùng tham gia cho buổi học thêm hoan hỷ. Dạ, con xin bàn tay của quý sư hay là quý cô tu nữ ạ. Dạ. Dạ, xin mời quý vị. Chị Meta là phân tích được câu này không thưa chị? Mời chị Meta, mời Hồng Mai, mời Chánh Tâm, mời Tina. Dạ, mời các quý vị ở trong đạo tràng giơ tay ạ. Dạ, để cho quý vị suy nghĩ một lát rồi xin bàn tay quý vị ạ. Dạ, con kính chào thầy ạ. À. Thưa thầy, con xin phân tích trước để cho mọi người có cái ý để họ có thể lên cùng chia sẻ với nhau. Dạ, con mở cái đầu tiên trước để mọi người có một cái khái niệm để họ lên họ phân tích chung với nhau cho vui. Dạ, con xin trả lời cái câu này thầy. Dạ, một người đã cố ý phạm giới sát sanh, đó là cái tâm tâm sân đã có cái tâm sân, nhưng mà cái cho con hiểu cái tâm sân này đi, một
là một người cố ý là không có tàm, không có nó đi với không có tàm quý, tại vì nó cố ý giới sắc sanh thì nó là cái tâm sân, và khi sau đó lòng bất an, lòng bất an á, thì nó lại có cái tâm sân hối, nó lo sợ cái tâm sân hối, nhưng lại tác ý nhân vô thập toàn nên không quan tâm nữa, thì lúc đó cái lòng cái đó là cái sự cái tâm tham tà kiến, nói là nhân vô thập toàn nên không quan tâm nữa. Và con chỉ phân tích như vậy để mọi người xin có thể lên phân tích phụ với con ạ. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống bích thầy. Thưa thầy, thầy sa thú, sa thú. Như vậy là được rồi hả thưa thầy? Hay có cần bổ sung nữa không thưa thầy? Dạ, con xin ý kiến của thầy. Dạ. Dạ, vậy là mình bổ túc thêm. Dạ, xin mời đạo tràng giơ tay. Dạ, xin em mời chị Metta được không thưa chị? Xin bàn tay của chị. Xin mời Tina nha, Tina. Tina giơ tay được không ạ? Hơi dễ nhất xin mời Hồng Mai này, Hồng Mai ở Việt Nam này chắc chắn là mạng không có vấn đề gì, xin mời Hồng Mai nha. Hồng Mai giơ tay lên đi. Hồng Mai hôm nay giỏi nè. Mời Hồng Mai, mình mời Hồng Mai trước đi xong rồi mình nói sau. Xin mời bàn tay của Hồng Mai. Dạ, con thưa thầy, về cái câu này, câu số 5. Một người đã cố ý phạm giới sát sanh, sau đó lòng bất an, nhưng lại tác ý nhân vô thập toàn nên không quan tâm nữa. Phân tích à, Mai giơ tay không được hả? Dạ, chắc tại mình chưa xuống mic, mình xuống mic nha. Xin mời Mai. Dạ, con xin sám hối, nãy con giơ tay không được nên nhân kêu thì mình không có giơ lên được. À thưa thầy, một người đã cố ý phạm sát sanh, sau đó lòng bất an, nhưng lại tác ý nhân vô thập toàn nên không quan tâm nữa, không tức tâm. Dạ thì thưa thầy, khi người đó cố ý phạm giới sát sanh, đó là do tâm sân khởi lên, sau đó lòng bất an, thì cái lòng bất an là tâm sân hối hận, nhưng lại tác ý nhân vô thập toàn, thì cái như tác ý nhân vô tập hoàn đó là tâm bất thiện, là tâm si, khi mà đưa đến nên không quan tâm nữa, thì đó là bất thiện toàn tập, có thể làm nhân tạo quả để đi đến cõi khổ. Dạ thưa thầy, con xin hết ạ. À, xa thứ, xa thứ, giỏi quá ta. Cô Mai dạo này giỏi quá ta. Xa thứ. À, vậy thôi, đơn giản rồi vậy đó. Đơn giản rồi, một chánh tâm cũng giỏi. À, Mai giỏi, xa thứ. Rồi, phân tích vậy là hay rồi. À, bây giờ mình bữa học tới đâu, nãy nó tới đâu quên không tiêu rồi. À, nãy à, tới chính sáu pháp phải không? Tới chính sáu hai. À, rồi, ok. Bây giờ mình gái chính sáu pháp rồi. Bây giờ mình tới chướng ngại pháp trong thiền chi. À, tới chướng ngại pháp trong thiền chi. Tức là những cái pháp mà nó làm cho chướng ngại trong cái trong thiền ha. Rồi, cái
về thiền chỉ, thiền định, thiền chỉ, hoặc là từ chữ samadhi là thiền chỉ. Thì cái thiền chỉ này cho mình biết là những cái chướng ngại của nó. Thiền chỉ thì nó có năm chi, tầm tứ hỷ lạc định không, thì nó cho mình biết có năm chi như vậy. Thì bây giờ tham thì nó ngăn chi định, tham thì nó ngăn chi định, tức là nó chặn, nó không làm, không cho mình được định tâm trên đề mục được. Bởi vì tham là nó bám víu đối tượng, nó chỉ tìm kiếm đối tượng thỏa thích, cho nên cái tâm nó không có yên. Cho nên cái tham nó mới, cái dục tham nó mạnh lắm, thì nó làm ngăn cản cái chi định của mình, không cho mình có thể an trú trong cái thiền định được. Cho nên cái tham thì nó ngăn cái chi định. Rồi cái tâm sân á, cái sân độc cái á, thì nó ngăn chi hỷ. Thì sân là nóng nảy, nó chặn cái chi hỷ, không do chi hỷ phát sinh, làm cho không có khởi được quan hỷ trong cái thì chi nó không khởi được, không được quan hỷ. Thì sân nó ngăn cái chi hỷ, nó chặn cái chi hỷ. Rồi hôn thủy nó ngăn chi tâm. Hôn thủy là hôn trầm thủy nguyên, buồn ngủ giả lưỡi lễ quải nè ha. Thì khi mà hôn trầm thủy nguyên nó sinh khởi thì nó không có cho chi, nó chặn cái chi tầm, nó ngăn chặn chi tầm. Bởi sao? Thí dụ như bây giờ mình tầm một cái gì đó mạnh á, thí dụ như chẳng hạn như cái gì coi phim ha, thì mình coi một cái phim với chỗ gai cấn thì cái ha, mình áp tâm vô, mình chú tâm vô cái phim đó, thì cái hôn thủy nó bị giống như chi tầm nó quánh bạc ra ha, hôn thủy bị diệt. Nhưng mà giờ cái hôn thủy mà nó khởi mạnh đó, thì nó diệt ngược lên chi tầm, nó ngăn chi tầm không cho cái tầm sanh, giả dự buồn ngủ quể hoại, thì nó làm cho cái chi tầm này không thể sanh khởi được, nó là ngăn cái chi tầm, làm cho cái tâm mình nó bị mất đi cái sự mà tâm trên tầm tứ trên cái đề mục ha. Và hôn thủy ngăn chi tầm. Rồi trạo hối thì ngăn cái chi lạc. Thì khi một người mà bị tâm trạo hối, tâm phóng dật rồi hối hận ngăn năng thì làm sao an lạc được, không thể nào có cái sự có sự an lạc được. Cho nên cái trạo hối thì nó ngăn cái chi lạc, không cho chi lạc phát sinh. Rồi nghi thì nó ngăn chi tứ. Khi mình nghi ngờ tùm lum thì làm sao mình có thể mà quan sát được đối tượng một cách kỹ lưỡng được, mình nghi mình không có, thì chính cái chi tứ này đó là nó diệt cái nghi. Khi mình quan sát đối tượng một cách kỹ lưỡng, mình biết chẳng hạn như giờ cái viên ngọc sòn đưa ra, mình cầm một viên ngọc sòn mình coi, thì cái tâm mình quan sát viên ngọc sòn, mình quan sát kỹ lưỡng thì mình biết ồ, viên ngọc sòn này là giả, là thiệt. Thì như vậy cái tâm sở tứ này nó diệt trừ cái nghi. Nhưng mà nếu mà nghi nó mạnh thì nó ngăn chi tứ. Nghi mà tăng trưởng thì nó ngăn cái chi tứ này, không có cho chi tứ phát sinh. Thì như vậy tâm tứ hỷ lạc định, khi mà nói về năm chi thiền thì mình có tâm tứ hỷ lạc định, năm chi thiền thì nó đối trị với năm triền cái, hôn trầm, hôn trầm thủy miên, nghi sân, rồi trạo hối mà tham, đó là năm triền cái. Thì như vậy tâm tứ hỷ lạc định nó đối trị với năm triền cái này. Thì khi mà tâm nó mạnh đó, cái tâm di tâm nó mạnh đó, thì nó diệt chi tâm, thì nó diệt cái trạng thái mà giả dự bởi hoại. Khi mà chi tứ mà nó mạnh thì nó diệt luôn cái sự nghi, cái tâm nó diệt từ cái triền cái nghi. Còn khi hỷ mà mạnh đó, thì nó diệt cái sân, tâm hỷ mà nó phát triển mạnh thì diệt cái tâm sân, diệt cái sân độc cái không, cái lực mà mạnh đó. Cái người mà có cái tâm sở lạc nó mạnh được đó, thì nó diệt trừ cái tâm mà trạo hối phóng dật, ăn năn bức rứt rồi đó, lạc nó diệt trừ cái trạo hối. Và định mạnh thì nó diệt trừ cái tham. Thì như vậy tâm tứ hỷ lạc định là nó đối trị với năm cái này. Thì khi mà mình bị rơi vào trong những cái thiền cái này, nó ví dụ như mình hay bị rơi vô hôn trầm thủy nguyên đó, thì là mình biết là mình đang bị cái trạng thái giả dự buồn ngủ đó. Bây giờ mình muốn hết là mình phải tầm, tức là mình phải tác ý cho cái tầm nó sanh khởi mạnh lên, mình phải dán ấp tâm cho đối tượng cho mạnh lên, và cho rõ ràng cho mạnh lên, thì nó mới diệt trừ được cái hoài nghi. Bởi vì hai này nó nghịch nhau, hai này đối trị nhau. Hãy tầm mạnh thì hôn thủy nó bị tiêu, mà hôn thủy mạnh thì tầm nó bị tiêu. Cho nên bây giờ mình muốn
trị cái hôn thủy, trị cái bệnh mù ngủ, mình ngồi đâu ngủ đó, ngồi thiền chút xíu ngủ thì mình cố gắng mình tác ý cho cái chi tâm nó sanh, tức là áp tâm trên đối tượng cho nó mạnh mẽ, cho nó liên tục, thì như vậy nó làm cho cái sự buồn ngủ da dưỡi nó bị tiêu tan ha. Thì như vậy là tâm tứ hỷ lạc định đối trị với năm thiền cảnh, hôn trầm thì miên, nghi là sân là cảm hối và tham, là như vậy. Đó là nói về bên phần thiền chỉ, về thiền samadhi, thiền chỉ, về năm chi thiền. Rồi nếu mà nói về thiền quán, về vipassana đó, thiền quán thì tham nó đối trị định giác chi. Trong cái thiền quán thì có những cái giác chi và thức giác chi, thì tham nó đối trị định giác chi, thì cũng giống như kia ha, tham nó định trị định ha, thì tham nó đối trị định giác chi, mà khi mà định giác chi mạnh thì nó diệt trừ được cái tham. Sân thì đối trị với hỷ giác chi, sân đối trị với hỷ giác chi. Rồi hôn thủy thì đối trị với tấn giác chi, khi mà mình hôn đồng thiên nguyên thì nó đối trị với cái sự mà tinh tấn, tấn giác chi trong trong cái thức giác chi, thì tinh tấn giác chi là cần giác chi rồi. Thì hôn thủy nó làm cho mình nó làm mình dạ lười biếng hay là giả dữ, thì nó nghịch với lại tấn giác chi, thì hôn thủy đối trị với tấn giác chi. Rồi trảo hối đối trị với tịnh giác chi, thì trảo hối đối trị với tịnh giác chi. Thì tâm phóng dật mà chao đảo loạn động ha, rồi hối hận ngăn năn đủ thứ chuyện, thì làm sao tỉnh được, thì nó đối trị với là tịnh giác chi. Rồi nghi thì đối trị với niệm giác chi, nghi thì đối trị với lại niệm giác chi. Khi mình nghi ngờ gì đối tượng đó rồi thì cái niệm mình nó bị mất, mình cái nghi nó che cái ngăn che chi tứ, mà khiến cho cái cảnh không hiện lộ rõ ha, không hiện lộ nữa. Nên niệm không thể ghi nhận hay chú ý rõ được, cho nên nghi nó ngăn che cái pháp, làm cho cái niệm mình nó không thể ghi nhớ, không thể ghi được một cách rõ ràng, cho nên nghi nó đối trị với là nó chi. Và vô minh thì đối trị với trạch pháp các chi, vô minh thì đối trị trạch pháp. Trạch pháp đây là trí tuệ đó, thì như vậy bảy cái giác chi này nó trong cái thiền quán nó bị tham sân hôn thủy trảo hối và nghi vô minh nó đối trị với những pháp đó. Thì như vậy chúng ta thấy là những cái tiền cái này nó có cái sức công phá, về cho nó công phá thiện pháp mình rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải biết và cần phải cẩn thận để mà chúng ta tránh né được những pháp này ha. Chẳng hạn như trí tuệ mình không sanh được, tại vì vô minh mình để tâm sở si nó khởi mạnh quá, vô minh nhiều thì nó làm cho trạch pháp cái chi nó bị tiêu. Nếu mà mình hôn trầm thủy miên nhiều quá thì cái sự mà siêng năng tinh tấn là tấn nhất chi trong những cái thứ cái mình nó bị mất, bị lui sụp, không có thể nào mà phát triển được. Còn mình sân, để sân nó mạnh đó, thì nó hỷ nhất chi thì bị mất luôn. Niệm trạch tấn hỷ kinh định xả đó, thấy chưa đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng về thiền quán thì những cái tâm, những cái trường cái này nó làm cho cái tâm của mình nó bị là mất đi những cái chi mà về mà tu tập nguy hại ha. Khi mình học mình biết mình có cách mình hiểu được mình tới vô trường hợp nào, ví dụ như cái niệm mình cứ bị không có được tốt, niệm mình bị giống như bị thất niệm quan, thì mình cẩn thận là mình coi lại xem coi cái tâm mình đã bị tới vô cái trường hợp nào, cho nên đây là cũng là những phương cách để chúng ta tu tập ha. Rồi như vậy là xong cái phần mà về lục cái ha. Lục cái. Rồi chúng ta đi tới cái bài mới ha, vô bài mới. Số 7 là thức tùy miên sắc ta nút sê nút sê gia, sắc ta nút sê gia. Thức tùy miên, thức là 7, 7 pháp tùy miên. Sắc ta nút sê gia. Rồi thức tùy miên ha, thì từ chữ anusaya đó, thì anu cộng xí là xá, anu cộng xí là nằm hay là ngủ, tức là cái chữ này nó từ cái ý nghĩa là nằm hay là ngủ ha, giống như người nằm ngủ, nằm yên ngủ ha. Thì cái chữ anusaya là nằm yên, nằm chờ cơ hội ngủ ngầm, tức là những cái pháp này, những cái pháp tùy miên này là những cái pháp đó
nó rình, nó ngủ ngầm, nó rình, nó rình để mà nó canh cơ hội để mà nó bộc phát. Thì mà những cái pháp tùy miên là những cái pháp ngủ ngầm, những cái pháp nằm chờ cơ hội, những cái pháp mà rình rập để mà chờ những cái cơ hội phát để mà nó bộc phát. Thì vậy những cái pháp tùy miên này rất là nguy hiểm trong cái đời sống của chúng ta ha, trong sự mà tu tập của mình. Thì cái khuynh hướng nè, tâm tánh bản chất khát vọng luôn nằm chờ sẵn. Khi mà con là phàm phu á, dù có đắc được các tầng thiền cao, dù cho mình có đắc được những tầng thiền cao, nhưng những cái pháp tuyên này nó vẫn ẩn tàng, nó vẫn nằm yên, nó vẫn chờ cơ hội để nó bộc phát. Cho nên chúng ta phải, khi mà mình còn phàm phu, những cái này nó giống như là mình tưởng là mình không có, nhưng mà thực sự nó ẩn tàng sâu bên trong cái tâm của mình ha. Thì như vậy đó là cái pháp mà được gọi là pháp ngủ ngầm, pháp yên. Có câu câu Bali là santana anusanti tí, tức là bằng anusaya, tức là pháp yên lặng nối tiếp liên tục, gọi là ngủ ngầm. Tức là cái pháp mà nó yên, nó rình, nó nói tiếp liên tục ra, gọi là ngủ ngầm. Thì cho mình biết là cái tùy miên là những cái pháp mà ẩn tàng, những pháp ngủ ngầm, những cái pháp chìm sâu, những cái pháp mà cơ hội, nó chờ cho có những cái cơ hội để nó bộc phát. Thì như vậy, những pháp tùy miên này là đều là những cái pháp bất thiện hết á. Thì cho mình biết là có 7 pháp. Nhất là ái dục tùy miên, là những cái ái dục mà nó ẩn tàng, ái dục tùy miên. Kamara ga nusayo là ái dục tùy miên. Cái thứ hai là ái hữu tùy miên, Phawara ga nusayo là ái hữu tùy miên. Thứ ba là phẫn quốc tùy miên, Patikha nusayo, phẫn quốc tùy miên, phẫn quốc là sân hận tức tối, là phẫn quốc. Thứ bốn, ngã mạng tùy miên, Mana nusayo. Ngã mạng tùy miên là nó ngủ ngầm trong tâm mình ha, có thì ngã mạng cao công nằm sẵn sao. Thứ năm là tà kiến tùy miên, Ditta nusayo là tà kiến tùy miên. Thứ sáu là hoài nghi tùy miên, Vichikicca nusayo là hoài nghi tùy miên. Thứ bảy là vô minh tùy miên, Avicca nusayo. Thì như vậy mình trong mỗi một phàm phu chúng sanh chúng ta đều có đủ cái 7 cái pháp này. Ái dục tùy miên, ái hữu tùy miên, phẫn quốc tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, vô tùy miên. Chỉ cho đến khi nào chúng ta chứng đắc được những cái tận thánh thì mới những cái này mới tuần tự bị diệt trừ khỏi dòng cảm thức. Chứ nếu mà chưa đắc thánh thì nó vẫn còn đầy đủ không thiếu, chờ ngày, nó chờ cơ hội nó bộc phát thôi. Cho nên đó là 7 pháp, được gọi là 7 pháp tùy miên. Mình học trước mình biết sơ đến là ái dục nè, ái hữu, phẫn quốc, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và vô minh. Đó là 7 cái pháp tùy miên. Rồi bây giờ mình học trước cái đầu tiên là ái dục tùy miên, Kamaraga nusayo. Kamaraga nusayo là ái dục tùy miên. Thì cái chữ kama là dục, kama là dục ha. Còn chữ raga là thích thú, raga là thích thú. Cộng anusaya là ngủ ngầm. Thì giờ kama dục, raga thích thú, anusaya là ngủ ngầm, ráp lại kama raga nusayo là sự khao khát thèm muốn năm dục ngủ ngầm trong tâm. Tức là trong tâm của phàm phu chúng sanh mình là luôn luôn có cái sự khao khát thèm muốn về năm dục, tức là sắc thinh khí vị xúc, là năm dục luôn có sự thèm khát. Nó nằm tưởng mình không có, nhưng mà thực sự nó có, nó nằm yên, nó tại chưa có cơ hội để nó bộc phát. Cho nên những pháp tùy miên này được gọi là những pháp mà khao khát thèm muốn ẩn tàng, ngủ ngầm ẩn tàng về năm dục. Thì như vậy nó có cái câu chuyện để chứng minh cho cái vấn đề này ha. Câu chuyện mà để mà nói về cái thích thú, về cái sắc dục tiềm ẩn là câu chuyện ha. Thì nó nói là xưa có một ông vị phạm thiên, ông hết tuổi thọ, ông chết nên mệnh chung đừng có trời là tái sanh về có người. Thì ông tái sanh vô làm một công tử, một gia tộc trưởng giả. Thì do kiếp trước ổng là phạm thiên, ổng là phạm thiên nên cái hài tử này không chịu nổi mùi nữ nhân, tức là ổng không có chịu được mùi nữ nhân. Tại vì ổng là phạm thiên sắc giới, ổng tu, ổng từ bỏ những cái không còn thích thú về cái đề
nữ nhân đó, thì là ổng sanh xuống kiếp này liền, cái kiếp liền thì ổng không có thích thú cái mùi nữ nhân. Cho rồi khi cho khi mà mẹ bà cho, con bú, bà cho ông nó lúc còn mới đẻ là cho con bú thì phải kê cái gối trước ngực để cho mà tránh né cái mùi nữ nhân nhiều mà bớt thì ổng có chịu. Rồi ổng có cái tên là Anithi Gandha, tức là không có mùi nữ nhân, ổng được đặt cái tên là Anithi Gandha. Thì trong cái đời sống của ổng khi từ từ ổng lớn trưởng thành lên thì tới một cái tuổi đấy, thanh niên ra thì cha mẹ kêu đi lấy vợ thì ổng từ chối, ổng chịu, ổng ghét mùi nữ nhân mà ổng thích mùi nữ nhân. Nhưng mà vì sao mà để làm vui lòng cha mẹ thì ổng mới nghĩ ra một kế, ổng cho thợ đắt đục làm một cái tượng là bằng da, một phụ nữ, pho tượng phụ nữ xinh đẹp cực kỳ, thì mới biểu cha mẹ mình tìm sao được cái người này. Thì ổng mới chịu cưới, nhưng thôi ổng không chịu cưới. Thì cha mẹ mới ra lệnh cho mấy người đệ hầu đệ tử đi tìm tùm lum tà la, cuối cùng tìm được. Thì khi đến kinh thành là sang cái lá xứ Bách Tha, Bách Tha lại tìm được cô gái độc đáo giống y vậy ha, là xinh đẹp rực rỡ sáng chói giống y như pho tượng. Thì ông Anh Thế Cảnh Thái này bỗng nghe nói vậy thì bắt đầu trong lòng mình khởi lên cái dục tùy miên sanh khởi, cái dục tùy miên nó sanh khởi trong tâm, thì anh là mới nôn nóng được gặp cô gái đó. Thì cái dục nó bộc phát lên. Thì như vậy lúc mà ổng mê quá rồi thì cái cô này mới đi trên đường nó được thỉnh về, được rước về. Thì được rước về đi nửa đường thì đến thành Xá Vệ, cổ bị gì đó tai nạn rồi chết. Thì lúc này ảnh sầu khổ buồn phao rìa rầu, một vị phạm thiên mà không còn thích mùi nữ nhân nữa, tưởng là mình không có bị dính mắc về nữ nhân, nhưng mà khi mà nghe nói tới một người giống vào tượng mình muốn vậy thì lại đâm ra sầu khổ tương tư, bệnh hoạn đủ thứ chuyện. Sau cùng ổng buồn quá, ổng sầu khổ mới tìm đến gặp Đức Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật mới thuyết cho con kệ, thuyết cho con kệ để mà nói về cái vấn đề này ha. Thì Đức Phật nói thoát ra khỏi tham dục không còn sầu lo sợ. Người nào mà tham dục sinh sầu muộn, tham dục sinh lo sợ, là người nào thoát ra khỏi tham dục thì không còn sầu, không còn lo sợ nữa. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy những pháp ngủ ngầm, những pháp ẩn tàng thì nó luôn luôn là có sẵn đối với phàm nhân, chưa đạt được những bậc thánh cao thì vẫn còn bị nó ẩn tàng bên trong, nó vẫn còn chờ cái cơ hội để nó bộc phát. Chứ mình đừng nghĩ rằng là người đó là không còn ha, nhưng mà vẫn còn như thường. Thì cái câu kệ ngôn Đức Phật thuyết lên như vậy thì cho chúng ta thấy là thì tất cả phàm phu chúng ta ai cũng vậy, đều có những cái pháp ngủ ngầm. Cho nên phải rất là cẩn thận trong cái này, luôn luôn phải phòng hộ các căn, gìn giữ các căn để nó khỏi bị quấy nhiễu mạnh, làm cho cái đời sống đau khổ không. Rồi bây giờ tới chi pháp. Và chi pháp là cái ái dục tùy miên này đó, nó là chính là tâm sở tham. Nó chính là tâm sở tham trong tám tâm tham. Trong tám tâm tham thật đó, là có tham có tám tâm. Thì ái dục tùy miên này nó có đủ trong cái tám tâm tham luôn, tức là tâm sở tham có mặt trong tám tâm tham, mà nhân cho năm trần cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì tám tâm tham mà nhân cho năm trần cảnh thì chúng ta có 40 loại cái ái dục tùy miên này. Thì như vậy chi pháp là chúng ta thấy là có đầy đủ trong tám tâm tham ha, nhân cho năm trần sắc thinh khí vị xúc là chúng ta có được 40 cái pháp là ái tùy miên. Thật ra không phải dễ là thoát được nó ha. Rồi chỉ có bậc A-la-hàm mới sát trừ được. Bậc A-la-hàm khi mà đạt bậc thánh tam quả mới sát trừ được ái dục nha quý vị. Nhưng mà tu là quần vẫn còn bị, tu là hàm vẫn còn bị. Giống như những câu chuyện mà xưa những cô gì tên gì lâu quá quên, cô đắc tu quần nhưng cũng mê ông kia, cũng bỏ nhà đi theo cho ông đó như thường ha. Mặc dù là bậc thánh tu được quần mà vẫn còn bị bỏ nhà theo trai ha. Chuyện đồ. Như vậy chúng ta là cái
nói về cái ái dục triền miên là luôn luôn nó có sẵn, nó chờ cơ hội bộc phát thôi. Ngoại trừ khi chúng ta đạt tới A-la-hàm trở lên, A-la-hàm, A-la-hán thì mới dứt trừ được cái này này. Rồi đó là chỉ pháp thứ nhất mà học là ái dục triền miên. Cái thứ hai là ái hữu triền miên. Pavaraga nusayo là ái hữu triền miên. Pavaraga nusaya là tiềm tàng sự thích thú. Tiềm tàng là ẩn tàng, là tiềm tàng ẩn tàng sự thích thú, sự ước muốn được tái sinh vào cảnh giới hạnh phúc an lạc như cảnh giới chư thiên, cảnh giới phạm thiên. Thì như vậy trong mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái sự ẩn tàng tiềm tàng thích thú được sanh về cõi tốt đẹp an vui hạnh phúc, được sanh về cõi chư thiên, cõi phạm thiên để được hưởng được những cái sự phúc lạc. Đó là cái sự mà ái hữu tùy miên luôn luôn ẩn tàng. Khuynh hướng ái hữu tùy miên có nơi chúng sanh hành thiện nghiệp và tu chỉ tịnh. Tức là cái khuynh hướng này thường thường là nó có ở nơi những chúng sanh mà làm những thiện nghiệp nhiều, làm thiện nghiệp để mong được sanh về chư thiên, bố thí trì giới này kia nó để được sanh về chư thiên, mong muốn vậy là do ái hữu tùy miên nó ẩn tàng xa khiến. Hoặc là tu chỉ tịnh, tức là tu thiền chỉ để mong được về phạm thiên, phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới. Vì vậy ái hữu tùy miên luôn ngủ ngầm trong mỗi chúng sanh phạm phu chúng ta ha. Rồi trong này có Phật ngôn, có câu Phật ngôn như sao ha: Urima phikkhave ko tinabbanya yati phavatanha ya ito babbe phavatanha na ho si athapaccha samapha vi tí. Này các vị khu, khởi điểm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ. Để có thể nói trước điểm này, hữu ái không có rồi sao mới có. Tức là câu này Đức Thế Tôn ngài thuyết, tức là cái khởi điểm đầu tiên của cái hữu ái, tức là sự ái luyến cảnh sắc đó, thì không thể nêu rõ. Để có thể nói được là trước cái điểm này, trước cái thời điểm hữu ái này là không có rồi sao mới có. Không phải là gì vậy. Và tiếp là cái câu là ý đắp bách chá gia phá quá tanh hà tí, do duyên này hữu ái có mặt. Rồi Đức Phật thuyết tiếp: phá quá tanh hà phá quá tanh hằng ba hằng phích khá quê sa ha răng quá đà mí nô á na ha răng. Này các thầy cô, ta nói rằng hữu ái có thức ăn, tức là có thật á, hữu ái có thức ăn, không phải không có thức ăn. Tức là hữu ái phải có thức ăn, tức là có cái duyên á. Rồi ca cô cha ha rô phá quá tanh hà giá, và cái gì là thức ăn cho hữu ái? Đức Phật dạy là cái gì là thức ăn cho hữu ái, thì tiếp theo là ngài nói là ái quýt cha tích sa quách cha ni văn ái quýt cha tích sa quách chanh quách cha ni văn, tức là vô minh cần phải được trả lời như vậy. Chính vì do vô minh chúng ta bị u tối, bị u mê si mê nên mới tưởng rằng những cảnh giới đó là những cảnh giới trường trụ bất biến, những cái nơi đó là những nơi tốt đẹp, cái nơi mà an lạc hạnh phúc tuyệt đối vân vân. Thì cũng chính vì thức ăn của những cái ái hữu này, hữu ái này chính là do vô minh. Vô minh là luôn luôn đứng đầu trong các pháp, thì vô minh là cần phải trả lời như vậy. Đó là câu Đức Phật dạy cho chúng ta biết ha. Rồi chi pháp là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Ái mà về hữu, về sinh hữu thì nó không có liên hệ tới tà kiến, mà nó chỉ là sự ái muốn được sanh về cõi này cõi kia thôi, thì nó không có liên hệ với tà kiến. Thì như vậy nó tâm sở tham nó có trong bốn tâm tham ly tà, còn ái dục thì nó có đủ trong tám tâm tham luôn, ly tà cũng có mà hợp tà cũng có ha. Thì như vậy trong ái hữu thì có chi pháp là tâm sở tham trong bốn tham ly tà. Bậc chứng thánh đạo a la hán mới diệt trừ được cái này ha, lên tới đạt a la hán mới diệt trừ được. Bởi vì ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật vô minh là năm cái thượng phần kiết sử á, thì ái sắc, ái vô sắc, ái cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc thì chỉ có bậc a la hán mới diệt trừ được thôi. Còn tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm vẫn còn bị ái hữu, những ái hữu này ngủ ngầm ẩn tàng trong đó ha.
Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm bắt được cái chỉ pháp như vậy ha. Rồi với cái số 3 là phẫn quốc tùy miên. Madhika Nusayo, số 3 là phẫn quốc tùy miên. Phẫn quốc tùy miên. Bá tí là chống lại. Bá tí là chống lại. Nhanh quá ha. Bá tí là chống lại. Cộng ngữ căn khá chạm vào, cộng anusaya là ngủ ngầm, chống lại chạm vào, tức là cộng anusaya thì là bằng ngủ ngầm. Thì cái chữ này được ráp lại là patikhanusayo, là sự ác ý, sự ân hận, sân hận, ác tâm, bất mãn, tiềm tàng trong tâm, tức là cái sự chống lại, sân là nó chống lại, nó chống đối là những cái pháp mà ác tâm, những pháp bất mãn, những cái pháp tiềm tàng về sự ác đó. Nó tiềm tàng, nó ẩn sẵn trong tâm mình đó. Bình thường mình không có thấy mình tưởng là mình không có sân gì nhiều, mà khi đụng chuyện là nó bộc phát liền ha. Thì như vậy những cái mà ác ý sân hận đó, nó luôn luôn có sẵn trong tâm của chúng sanh. Khi mà chờ đủ cơ hội, đủ duyên là nó bộc phát liền ha. Cho nên được gọi là phẫn quốc tùy miên, là bát tích kha nó sẽ vô. Và những cái pháp mà thuộc về nóng nảy, những cái pháp mà bất mãn, những cái pháp mà sân, những cái pháp mà quý diệt đối tượng thì những cái pháp đó được gọi là phẫn quốc tùy miên. Rồi về chi pháp, cái này cũng dễ. Chi pháp thì chỉ có tâm sân trong hai tâm sân ha, tâm sở sân trong hai tâm sân ha. Chi pháp là tâm sở sân trong hai tâm sân. Tức là có đầy đủ hai tâm sân ha. Rồi thánh đạo A La Hán thì dứt tuyệt. Đối với tâm sở sân, nó tức là phẫn quốc tùy miên này, khi mà đạt được tới là thánh đạo A La Hán, tức là tầng thánh thứ ba đó, là bậc bậc A La Hán thì dứt tuyệt tâm sân. Bậc thánh A La Hán thì dứt tuyệt dục ái và sân ha. Thì như vậy là tới A La Hán rồi mình mới không còn sân, còn không dưới đó rồi là vẫn còn ha. Nhất là phàm phu mình là nó có sẵn luôn luôn, nó có sẵn có mặt đấy, mà có chuyện gì là nó bọc lên liền ha. Đó là những cái pháp tùy miên. Rồi tới số 4 là ngã mạng tùy miên. Mà nước sẽ vô ngã mạng tùy miên. Rồi trong cái ngã mạn tùy miên này, nó cho mình biết nó có hai cái khuynh hướng. Nó có hai khuynh hướng. Thứ nhất là tự hào, tức là những cái pháp tự hào. Cái chữ tự hào cũng không. Tự hào cũng không, tức là nói về những cái pháp mà ẩn bên trong mình ha, là những pháp mà mình tự hào mình này là kia nọ, nó là những cái pháp tự hào nó ngủ ngầm bên trong. Thứ nhất là tự hào về sinh chủng. Mình có những người nó có những cái tự hào ngủ ngầm bên trong thuộc về sinh chủng, tức là sinh thuộc dòng dõi này, dòng dõi cái sinh chủng này chủng kia ha. Rồi tự hào về dòng dõi, tức là mình thuộc về dòng dõi vua chúa, dòng dõi sắc lý, dòng dõi giàu sang, dòng dõi quý tộc là ghê theo đủ thứ đó, là những cái tự hào về dòng dõi. Rồi tự hào về sức khỏe hay là tự hào về tuổi trẻ, là những cái người mà có tuổi sức khỏe, có cái tuổi còn trẻ luôn tự hào mình là còn người còn trẻ còn sức khỏe, còn mấy người kia là già yếu là thì luôn có cái ẩn đàn bên trong, còn có sự ngã mạn tự hào về cái tuổi trẻ này. Rồi tự hào về đời sống. Tự hào về cái đời sống của mình, mình có cái đời sống này kia nọ hơn người kia nọ, tự hào về cái đời sống của mình ha. Rồi tự hào về lợi lộc, tức là tự hào mình là người có nhiều tiền bạc, nhiều tiền của, thì tự hào về lợi lộc. Rồi tự hào về danh tiếng, mình là người nổi tiếng, mình là ca sĩ nổi tiếng, là hoa hậu nổi tiếng, vân vân ha, là tự hào về danh tiếng. Rồi tự hào về dung sắc,
tự hào cho mình là người đẹp, người dung sắc là mỹ miều, dung sắc khả khỉ, và những pháp ẩn tàng bên trong, về tự hào về dung sắc, rồi tự hào về tài sản, là về tài sản mình là về bậc nhất, mình về đại gia, về đứng đầu chẳng hạn, hoặc là mình người có cái tài sản hơn nhiều người khác, và tự hào về tài sản. Rồi tự hào về giới hạnh, mình tự hào trong lòng, mình tự hào mình là người có giới hạnh hơn người kia, mình có giữ giới tốt đẹp hơn người kia, vân vân. Mình tự hào, mình có sự ngã mạn về cái giới hạnh, tự hào về giới hạnh. Rồi tự hào về thiền chứng, tức là mình tu, mình chứng đắc được thiền này thiền kia, mình trong lòng mình tự hào, tự cao, tự đại trong tâm, mình còn lành hơn mình, tự hào về thiền chứng. Tự hào về trí lão luyện, tức là mình có một trí tuệ lão luyện, mà suy nghĩ nhạy bén, mà kia nhiều cái vấn đề sáng chói hơn người khác, mình có cái tự hào về trí lão luyện. Rồi tự hào về thần thông, tức là mình có những cái thần thông quảng đại hơn người khác. Đó là những cái pháp mà là ẩn tàng, những cái pháp tự hào mà bên trong của mỗi chúng sanh mình đều có những cái vấn đề này ha. Và người nào già sang là tự nhiên trong lòng cũng có cái tự hào về cái đó. Mình đẹp cũng có tự hào về đẹp, ngay cả trong sự tu tập cũng có những sự tự hào. Giới hạnh tốt đẹp, thiền tốt đẹp, trí tuệ tốt đẹp, cũng có những cái ẩn tàng bên trong. Cho nên phải hết sức cẩn thận vấn đề này ha. Tất cả những pháp này nó là những cái pháp mà nếu mà không khéo nó sẽ phá hủy cái sự tu tập của mình hết. Rồi đó là cái về cái khía cạnh thứ nhất, về cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là so sánh ngũ ngầm, so sánh ngũ ngầm. Trong so sánh ngũ ngầm này cho mình biết là nó có ba vấn đề, ba nhóm, là hơn, nhóm bằng, nhóm thua. Phân so sánh cho có ba nhóm, mà mỗi một nhóm này có ba cái thì là thành chính. Ví dụ nhóm hơn thì hơn nghĩ hơn, hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Tức là trong cái tâm mình nó có những cái sự mà so sánh như vậy ha. Tức là mình hơn, mình nghĩ hơn, mình hơn là mình nghĩ là biết chắc là mình hơn người này, mình đẹp hơn người này, mình giàu hơn người này, mình kia nọ, hơn mình nghĩ hơn. Hoặc là mình hơn nghĩ bằng. Mình hơn nghĩ bằng, tức là mình hơn người này mà mình có những cái bằng người kia, thì mình hơn mình nghĩ luôn, nhưng mình hơn, nhưng mà mình cũng bằng người kia cái này chứ mình không có thua, mình vẫn còn hơn, có cái hơn. Hoặc là hơn nghĩ thua, tức là tao thua mày nhưng mà tao có cái tao hơn mày. Tức là hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, hơn nghĩ hơn. Rồi bằng nghĩ hơn, tức là mình bằng nghĩ hơn, tức là mình có tao bằng mày cái này nhưng mà tao có tao hơn mày kia. Hoặc là tao bằng nghĩ bằng, tao bằng mày này tao cũng bằng mày kia. Hoặc là bằng nghĩ thua mà tao thua mày này nhưng mà tao có cái bằng mày. Và nói chung là những cái pháp này nó có những sự so sánh hơn thua, hơn bằng thua đấy không? Mà chính vì sự so sánh này là nó ngủ ngầm có sẵn trong tâm mình không có chịu thua ai. Nhất là thua mà ý thua, mà thua kẻ tao thua mà ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua, thua ý hơn, tao thua mày này mà hơn mày khác, hoặc là thua này mà tao bằng mày khác, nhưng mà thua ý thua là thua mày, tao thua mày thiệt, thua mày mà kẻ tao thua thua ý thua. Thì những cái pháp ngủ ngầm so sánh rất là tai hại ha. Và chi pháp đó là tâm sở tham, trong bốn tâm tham ly ta, là thuộc về ngã mạn ha, thì nó nằm trong bốn tâm tham ly ta, là chỉ tâm sở tham cộng bốn tham ly ta. Rồi thì những cái này thì tới bậc chứng A La Hán đạo mới xác trừ được những cái pháp này nha quý vị. Đắc A La Hán đạo, tức là sắc na đạo sanh lên, diệt trừ được cái ngã mạn ha, diệt trừ được pháp ngã mạn này. Chứ bình thường là nó còn nằm trong đó đó, lúc nào nó đụng chuyện là nó bọc lên, đụng chuyện bọc lên đó. Thì đó là chỉ đạt đến A La Hán đạo mới xác trừ được cái này được thôi. Đi ngày cuối. Rồi tới số 5 là tà kiến tùy miên. Tà kiến tùy miên Dittha nusayo, tà kiến tùy miên, tức là những pháp tà kiến ngủ ngầm. Dittha
thà nusayo là những kiến chấp sai lệch tiềm tàng trong tâm, tức là trong tâm mình nó có những cái chấp sai chấp lệch là nó luôn luôn ẩn tàng trong tâm mình ha. Mình chấp thường, chấp đoạn, mê tín đủ thứ chuyện. Hôm nay bước ra đường gặp sáng sớm mở cửa ra gặp cô gái, gặp là bạn gái lại xui. Tâm mình có những cái ẩn tàng đó. Hoặc là thứ sáu 13 là xui vân vân, thì những cái đó nó ẩn tàng trong tâm mình, có sẵn khi đụng chuyện là nó phát sinh, hoặc là cho là có những cái tư kiến mà mình lệch lạc, tư kiến sai lệch nó có sẵn trong tâm mình khi còn phàm phu, nó vẫn còn có những cái đó. Chẳng hạn như chấp thường kiến là có linh hồn trường trụ bất biến, hay là đoạn kiến mà chết và hết vân vân, thì những cái tư tưởng nó vẫn còn phát sinh, chờ cơ hội là nó sẽ bộc phát. Thì như vậy là chúng ta khi nào mà mình thắng đắc được thánh nhân thì mình mới thoát được những cái này, còn không thì chúng ta phải rất cẩn thận để mà mình sẽ bị rơi vào trong những cái tà kiến thủ nữa thì có chết luôn. Rồi chi pháp là tâm sở tà kiến, tâm sở tà kiến cộng bốn tham hợp tà, rồi chi pháp là tâm sở tà kiến nó đồng sanh trong bốn tham hợp tà, nó chỉ có mặt trong tham hợp tà, nó tham ly tà thì không có, ly tà thì không có tà kiến, nó chỉ có mặt trong bốn tham hợp tà. Thì như vậy là tà kiến có mặt trong bốn tham hợp tà. Nhiều khi những cái tư tưởng như mê tín dị đoan, mê tín này mê tín kia mê tín nọ, chấp vô kiến chấp này kiến chấp kia, lý luận hay những kiến chấp này kiến chấp kia mình cho đó là đúng, thì chúng ta rơi vào trong bốn tham hợp tà, thuộc về có tà kiến trong đó ha. Rồi bậc giữ lưu đạo sát trừ tà kiến. Lớn bậc thánh tu lần đầu tiên là sát trừ được cái tà kiến, là diệt trừ, đâu cần chép đâu, chỉ cần đưa bài lên giảng vậy thôi chứ đâu cần chép. Lát cho Nguyễn gửi bài cho anh ta chứ. Bậc giữ lưu đạo sát trừ. Copy cũng xỉu luôn. Rồi thôi vậy tạm chậm lại ha, tới đây tới bằng chia là xét từ tài ghét. Thì chúng ta thấy là những cái pháp tùy viên này nó luôn luôn nó có sẵn trong phàm phu của mình ha. Ái dục tùy viên, ái hữu tùy viên, rồi tà kiến tùy viên, ngã mạng tùy viên, những cái pháp nó luôn luôn nó có ẩn tàng, nó chờ cơ hội bộc phát. Nhưng mà mình phải nên hiểu là nó ẩn tàng không có nghĩa là nó nằm nó sẵn trong đầu ha. Nó chỉ gọi là khi nào có duyên thì nó bộc phát thôi, chứ không có duyên thôi vậy nó không phải là nó là cái pháp mà nó, tưởng là nó xuất hiện trong tâm nó nằm yên đó, không nên hiểu như vậy ha. Tất cả các pháp hữu duyên phải có duyên nó mới phát sanh được, cũng giống như lửa phải có hồng quẹt, phải có diêm quẹt, cái đầu quẹt, phải có không khí, phải có tác ý bật lửa, rồi phải bật cái lửa rồi thì mới ra lửa. Chứ lửa thì mình không thể nói lửa nó ở đâu đó, mà trong mình nói lửa nó có sẵn ở trong không khí này là cũng không đúng. Mình nói lửa ở trong cái đầu hộp quẹt thì cũng không đúng, nhưng mà phải có đầy đủ những yếu tố nhân duyên thì lửa nó phân lên. Thì như thế nào những cái pháp tùy nguyên như vậy, phải chờ có đủ cơ hội nó mới bộc phát được, chứ không có thì nó chưa bộc phát. Là cái tới số 5, tới số 6 là hoài nghi tùy miên, quý chí kích trà nó sẽ vô, hoài nghi tùy miên. Trong tâm mình nó có những cái trạng thái hoài nghi, nghi ngờ. Khi mình còn phạm phu là mình còn nghi ngờ dữ lắm. Trong kiếp luân hồi mà mình thường thường mình nghi ngờ về tam bảo, mình theo học những pháp này, pháp kia, nó mình nghi ngờ. Khi mình gặp giáo pháp của Đức Phật giảng rồi thì mình nghi ngờ dữ nữa. Bởi vì trong vô lượng kiếp mình nghe tập lâm, mình học đủ thứ chuyện đi môn phái đó. Trong đời sống luân hồi mà thì mình học những cái xấu thì nhiều hơn là mình học cái tốt. Nên cho là về khi mình gặp được cái Phật pháp tăng, những cái giáo pháp mà chân truyền, những cái pháp chân chánh thì cái tâm mình nghi, nó nghi.
Thì như vậy đó là cái pháp mà hoài nghi, thì đó là chính là tâm sở hoài nghi, trong cái tâm si hoài nghi, trong cái tâm si hoài nghi mình học đó, tham sân si có si hoài nghi si không dẫn đó. Thì di pháp nó chính là tâm sở si, tâm sở hoài nghi trong cái tâm si, đó là tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi này thì chỉ có bậc dự lưu mới dứt trừ được ha. Bậc dự lưu là bậc tu là quần đầu tiên, là thánh đầu tiên, thì là diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì thân kiến và thân kiến giới cấm thủ là thuộc về tà kiến, còn hoài nghi là tâm là nghi tâm sở hoài nghi nè, làm si hoài nghi đó, là được diệt trừ. Thì như vậy bậc dự lưu diệt trừ được cái hoài nghi tự miên. Đó là cái thứ sáu là nói về hoài nghi tự miên. Rồi cái thứ bảy là vô minh tùy miên, áo bích cha nó sẽ vô là vô minh tùy miên. Vô minh tùy miên trạng thái này u mê ngu muội không sáng suốt, nhất là không biết về cái tứ diệu đế. Thì cái vô minh tùy miên này không phải là mình không giỏi, là mình không có vô minh đâu quý vị. Giỏi cỡ nào cỡ, dù là bác sĩ kỹ sư đủ thứ vậy vẫn là vô minh như thường. Bởi sao vậy? Chưa thấy rõ được cái chân, thấy được cái sự thật của các pháp, chưa hiểu được cái sự khổ của thế gian này, chưa vẫn còn là vô minh như thường. Cho nên vô minh tuyệt nguyên nó luôn ẩn tàng trong tất cả mọi chúng sanh phàm phu, cho đến khi mà chứng đắc được a la hán, thành đạo, thành đạo quả mới diệt trừ được đó. Cái vô minh tuyệt nguyên này nó là một cái chướng ngại cho cái đời sống tu học rất là nhiều. Chi pháp là tâm sở si, chi pháp chính là tâm sở si. Tâm sở si là cái mà che đậy cho tất cả những cái thiện pháp và cho nó khó sanh khởi được. Đó là vô minh tùy miên. Si ngủ ngầm duyên cho các pháp hành tranh, tức là do tâm si, do cái sở si nó ngủ ngầm, nó duyên cho những pháp hành tranh. Thì tới bậc tứ đạo mới dứt trừ được vô minh. Thì khi mà tu tập mà đạt đến bậc a la hán đạo mới dứt trừ được cái vô minh này. Chứ mà chưa lên tới tứ đạo thì vô minh nó vẫn còn. Cho nên là vô minh nó trải dài khắp mọi nơi. Ngay cả hồi xưa những người mà tu tập về thiền đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi lên tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng vô biên xứ, tưởng là xong ha, tới đó là thành tựu được cứu cánh là niết bàn. Nhưng mà khi mà xả thiền ra cũng gọi thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe mũi ngửi lưỡi ném lên xúc chạm gì vẫn còn có sự khoái, vẫn còn có thích thú như thường, thì vẫn còn u mê như thường. Thì như vậy chưa được, tới đó là vẫn chỉ là thiền thôi, đặt thiền mà chưa có diệt trừ được của mình. Đạt được thánh tứ đạo mới có thể diệt trừ được vô minh. Thì đó là chúng ta thấy không phải đơn giản để mà thành tựu được cái sự mà diệt trừ được vô minh. Mà muốn diệt trừ được vô minh là phải sao? Phải tu để diệt trừ các pháp này ha. Phải có phương pháp tu học để diệt trừ. Bây giờ mình xuống dòng mình kéo tiếp lên pháp tu để mà diệt trừ các pháp tùy miên. Là phải có phương pháp tu để mới diệt trừ được những cái pháp này. Chứ không phải dễ, để nó pháp ngủ ngầm mình không có thấy được đó, mà nó đủ duyên nó mới bọc, nó khó là khó, cái dạo là những pháp tùy miên nó rất là khó. Rồi với bảy phẩm trà đạo, bảy pháp trà đạo là những cái pháp tu mà để mà thành tựu được cứu cánh giải thoát là ba bảy pháp trà đạo. Quý vị dở rồi coi cái đó, tứ niệm xứ, tứ chính cần, ngũ căn, ngũ lực, tứ chi, bát chánh đạo, đó là ba bảy phẩm trà đạo. Tu tập theo những cái pháp tương tự đó thì nó mới diệt trừ được những cái pháp tùy miên này. Rồi riêng về ái dục tùy miên, muốn diệt trừ nó phải sao? Và sự ái dục tham và cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nặng nề về những cái năm cảnh đó, thì muốn diệt trừ được nó phải phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn là gìn giữ các căn, đề phòng các căn, coi chừng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt thấy cảnh sắc phải gìn giữ, đừng cho tham dục tùy miên sanh khởi. Tai nghe cảnh thinh đừng có để cho tham dục tùy miên sanh khởi. Thì như vậy phòng hộ các căn là tai mắt tai mũi lưỡi thân, cho nó không bị ái dục tùy miên này nó phát khởi lên. Rồi phải biết đủ trong thọ dụng, phải biết đủ, ví dụ như mình ăn uống cũng phải biết đủ trong thọ dụng, xài bất cứ gì cũng phải biết đủ,
là không có để cho nó thỏa mãn cái lòng tham của lên. À, thì như vậy muốn diệt trừ được ái dục tiền nguyên là phải phòng hộ các căn trước, rồi biết đủ trong cái thọ dụng trong cái đời sống hàng ngày ha. Thì đó là cách để ngăn chặn đó, diệt trừ đó. Rồi hữu ái tiền nguyên đó là những cái ngủ ngầm mà để mà mong muốn thỏa thích được sanh về những cảnh giới này giới kia đó. À, thì mình phải quán từ bỏ, không tham đắm trong các sanh hữu. À, thì phải quán xét từ bỏ các sanh hữu. Sanh hữu là những cái nơi là chỉ là hạnh phúc tạm thời. Tất cả các pháp hữu vi nó đều là vô thường, nó sanh, nó diệt, nó thay đổi. Cái sự hạnh phúc là chỉ là tạm bợ trên những cái cảnh giới thôi. Một ngày nào đó thì cũng phải sanh tử, cũng phải tử, cũng phải rớt xuống lại, cũng phải xoay vòng trong cái đời sống đó. Cho nên phải quán từ bỏ, không có tham đắm trong cái đó nữa. À, phải suy xét về những cái sự vô thường, sự khổ trên cái thế gian này. Thì như vậy mới có thể diệt trừ được cái hữu ái tùy miên. Rồi phẫn quốc tùy miên. Phẫn quốc tùy miên là sân hận tức tối. Phải muốn hết này, phải tu tập từ tâm. Là phải tu tập với ta đó, tu tập tâm từ. À, phải tu tập về luyện về cái tâm từ cho đến khi nào chứng đắc được những cái tâm từ. Thì nó diệt trừ được phẫn quốc tùy miên. Rồi nghi tùy miên. À, cái sự nghi ngờ tự nhiên là muốn trừ nó là mình phải khéo tác ý, mình đặt cái niềm tin nơi tam bảo cho nó đúng đắn, cho nó rõ ràng. Mà muốn đặt có được niềm tin tam bảo được tốt đẹp thì chúng ta phải học hỏi về tam bảo. À, phải học hỏi như thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, phải học và hiểu biết rõ ràng. Thì đó nó sẽ làm cho cái nghi tự nhiên nó khó có cơ hội nó bộc phát được ha. Rồi tà kiến tự nhiên. À, thì tránh xa những cái chủ thuyết tà kiến này, và mình đừng có quẩn lục ba cái sách nó đọc tôm lên la, vừa mất thì giờ mà vừa gây nguy hại cho cái tâm mình ha. Làm cho tâm mình bị rơi vô tà kiến, cho nên phải tránh xa những cái chủ thuyết tà kiến, những cái chủ thuyết sai lệch, những chủ thuyết mà làm cho tâm mình bị mê muội ha. Thì tránh xa những chủ thuyết đó. Rồi tác ý đúng chân tướng các pháp, tức là tác ý là đúng được cái pháp thực tính đó, và cái pháp thực tính của các pháp đó. Đó như thế nào chúng ta phải tác ý cho nó đúng theo pháp đó, phải dùng trí tuệ suy xét để nắm bắt được những cái pháp chân tướng này. À, thì khi mình có cái tác ý đúng, mình tránh xa những tà kiến, thì những cái tà kiến từ miên này nó không có cơ hội nó sanh khởi. À, đó là cái cách mà chúng ta lấy mà trị những cái bệnh này ha. Rồi ngã mạng từ miên. À, là suy quán nghịch với các pháp tự hào. À, chẳng hạn như mà tự hào vì tuổi trẻ thì mỗi suy xét về cái tuổi già. À, già trước sau trẻ, trẻ trước sau cũng già, già đâu tóc bạc rồi răng rụng rồi da nhăn mắt nhăn yếu đuối cơ thể. À, thì mình muốn diệt trừ được cái ngã mạn tự nguyên thì mình quán nghịch pháp. Ví dụ như là tự hào vì trẻ khỏe thì phải quán về già. Tự hào về mà sức khỏe thì quán về bệnh. Tự hào về sự sống thì quán về cái chết. Đó là những cái pháp mà quán đối nghịch đó, để cho cái ngã mạn mình nó dẹp đi. À, thì đó là những cái pháp mà chúng ta thấy này, để mà làm cho cái pháp tùy miên nó khó mà sanh khởi, khó có hội sanh khởi được. Cho đến khi nào mà chúng ta chứng đắc được thì tất cả mọi thứ nó đều chấm dứt ha. À, còn bây giờ chúng ta chưa có thành tựu được bậc thánh nhân thì chúng ta vẫn còn phải bị ảnh hưởng bởi những cái pháp tùy miên này. À, nó luôn luôn nó đi theo mình, nó rình rập, nó chờ cơ hội. À, khi nào mà có cái điều kiện tới là nó hiện hỏi liền, nó xuất hiện liền ha quý vị. À, cho nên khi mà nó xuất hiện được thì chúng ta phải tìm cách để mà loại trừ nó, để không thôi là một con đường luân hồi dài vô tận ha. À, là mình sẽ đi mốt mùa hay mà đi xuống thì nó dễ, đi lên nó khó lắm. À, sanh làm những cái loài ngã quỷ A-tu-la địa ngục thì nó dễ dàng lắm, nhưng mà sanh làm người thì cực kỳ là khó. À, trong kinh Đức Phật cũng đã dạy muốn sanh làm người nó khó, như là câu chuyện con rùa mù ở dưới biển 100 năm nó mới trồi lên được lần, mà trên mặt biển thì nó có miếng dán miếng gỗ mục, có cái lỗ đó, đó vừa cái đầu con rùa mù chui lên rồi. À, mặn 100 năm mà trôi lên lượng lần, mà cái miếng dán ở trên biển thì nó trôi dạt, mà biển nó đâu có đứng yên, nó trôi dạt tùm lum tà ba.
mà con rùa nó lòi lên, nó trồi lên trên mặt biển mà nó chui cái đầu nó vô được cái lỗ đó là coi như sanh được làm người một lần. Thì 100 năm mới được vậy thì biết chừng nào nó trúng vô cái lỗ. Thì nói cho mình biết là cái sự mà trúng vô được cái lỗ đó là được sanh làm người là cả một cái vấn đề. À, cho nên ngày hôm nay chúng ta còn được cái phước duyên mình được sanh làm người, còn ngồi đây, đây là một đại phước. Phước được sanh làm người, à, mình được sanh làm người là cái phước. Phước mình được gặp được cái giáo pháp này là một cái phước thứ hai mà khó gặp rồi. Gặp được cái giáo pháp này phải nói là cái chân pháp này phải nói là cả một vấn đề, một cái giáo pháp kinh khủng, một cái giáo pháp rộng lớn, một cái giáo pháp là sâu thẳm, một cái giáo pháp mà tuyệt vời. Khi chúng ta học thời gian càng lúc càng học càng thấy mênh mông bát ngát, một cái giáo pháp mà có thể nói là đem đến cho chúng ta từ ngu mà sang tới mười có ánh sáng trí tuệ, thực sự là một giáo pháp mà khó có gặp được. À, cho nên là phước mới được sanh làm người, là phước gặp được giáo pháp, rồi phước mà mình hành được cái giáo pháp này nữa thì quá tuyệt vời. Và khi mà tới cái phước mà thành tựu được, mà chứng đắc được thì phải nói rằng là cái sự mà để mà gặp được giáo pháp này phải nói là cả một cái đại phước, chứ không phải là chúng ta nghĩ là nó dễ dàng đâu. À, cho nên phải biết trân quý, phải biết trân trọng, phải biết quý những cái gì mình đang có. Bây giờ cái tuổi thọ của người mình quay qua quay lại là hết rồi, 70-75 tuổi là cái tuổi thọ là mình đi ha. Mà bây giờ mình còn lết chưa biết được gì ha. Thì cố gắng mỗi ngày lụm được như thế nào hay đó, thì không có ai cứu mình bằng mình đâu quý vị. Không ai cứu mình bằng chính mình đâu. Nếu mình không có sự nhiệt tâm, không có sự tinh cần tinh tấn, không có sự mà tu tập, không có sự mà nỗ lực thì coi như là tự mình hại mình, tự mình bỏ lại những cái gì quý giá, những cái ngọc ngà châu báu mình bỏ lại sau lưng, mình ra đi với những nghiệp ác của mình. Thì như vậy là chúng ta đã để lỡ mất một cơ hội làm người. Làm người mà nó mất rồi thì rất khó, như con rùa mù. Nhớ cái bài kinh con rùa mù để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta cố gắng được tu mỗi ngày chút nào hay chút đó, mỗi ngày cố gắng học, học cho thấu đáo giáo pháp và hành pháp. Đó là cái lợi ích mà chúng ta ngày hôm nay mình được có đại phước, được sanh làm người, được gặp giáo pháp. Đó là cái đại phước của tất cả chúng ta ở đây. Rồi, hôm nay mình học tới đây ha. Bây giờ phải lẽ do phước quý bác này nguyện cầu cho tất cả chúng ta được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh, sống có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng đề nhà cả thể. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khả. Rồi, trả mic lại cho MC nha. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khả. Dạ, con chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp hôm nay. Con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Un ta mang ghe na wan de hang pa ta ban sun ta un ta mang un thế yo kali tu do so un tho kama tu tăng ma mang un ta mang ghe na wan de hang thăng man cha du vi thăng hoa lâm thăng me yo kali tu do so tham mô ca ma tu tăng ma măng un ta măng ghe na văn đề hăng sang khăn cha du vi thón ta măng sang khe yo ca li tu đô sơ sang khô ca ma tu tăng ma măng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh sư tử Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tổ Quán Không cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư Tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Te Thalatha Sukhita Purnaha Putta Sasane Aroga Sukhita Hô tha sa ha sa pê hi nhà ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích,
được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitya Chanagatha Sikthama Tu Sikthama Tu Sikthama Tu Idang Phalang Etasming Ratanatayasming Sambasadana Che Taso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ sa thứ sa thứ, chúng con kính tri ân đại đức tể đức. Ya devata santi vihara vasini thu phê kha rê phô thi kha rê ta hin ta hin ta tham ma ta nê na pha hoàn thu cụ chi ta son thinh kha lôn tê ta vi ha la man ta lê thê ra cha mắt cha na hoa ca cha pin kha vô sa ra mi ka ta na pa ti u pa sa ka ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra Sampana Bhuta Sukhita Bhavantu Te Chala Pucha Ye Picha Andan Sampava Sangse Da Jata Antavo Bhagvatika Niyani Kang Thamma Varang Patincha Te Sampe Pidungkha Sakhalon Sankhayam Thatu Chirang Satan Thammo Thammat thara cha cung ca la sẵn khô hô tu lực sa mất gô hoa át thà cha ya cha thi ta ya cha âm hê ra khăn tu san thầm mô sâm tê bi thầm ma cha